Xin chào các bạn. Đến với tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài luyện từ và câu mở rộng 4 từ cái đẹp. Bài tập số 1. Tìm các từ A thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Mẫu là từ xinh đẹp. B thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. Mẫu là từ tùy mị. Mời các bạn làm bài. Sau đây là đáp án. Bài tập 2. Tìm các từ A chỉ dùng để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh vật. Chúng ta có mẫu là từ tươi đẹp. B dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và người. Chúng ta có mẫu là từ xinh xắn. Mời các bạn làm bài. Đáp án. Sau đây là một số hình ảnh minh họa. Bài tập số 3. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1 hoặc 2. Để cho dễ dàng thì chúng ta hãy cùng đến với các bức tranh sau đây. Em hãy đặt câu với một từ ngữ mà em tìm được phù hợp với bức tranh. Bức tranh thứ nhất là lâu đài. Bức tranh thứ hai là các nàng công chúa. Thứ ba là về phong cảnh. Bài tập số 4. Điền các thành ngữ hoặc cụm từ ở cột A vào những chỗ thích hợp ở cột B. Mời các bạn làm bài. Sau đây là đáp án. Tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Chúc các bạn học thật tốt.